Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng tăng. Độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt từ 4 đến 4,05 m. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 đến 8. Độ cao sóng trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam Bộ phổ biến từ 1,5 đến 2,5 m. Biển động nhẹ. Ngoài khơi từ 2 đến 4 mét, biển động. Do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng thấp ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ. Về thời tiết trên biển, hiện nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, tại đảo Huyền Trân có gió Đông Bắc cấp 6. Ngày và đêm 13 tháng 1, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào. Riêng Tây Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C. Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Phía Nam có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Phía Nam có nơi trên 29 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhận định về tình hình không khí lạnh, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, mưa và rét sẽ tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cho đến hết ngày 14 tháng 1. Dự báo ngày 15 tháng 1 khả năng sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ phổ biến thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng 17 đến 19 độ C, nhiệt độ phổ biến cao nhất khoảng 20 đến 22 độ C. Vùng núi có nhiệt độ khoảng 16 đến 17 độ C. Đợt không khí lạnh này sẽ không gây rét như trong những ngày vừa qua, trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh. Ngày 11 tháng 11, Hà Nội mưa dầm ướt át cả ngày. Dự báo ngày 12 tháng 11, tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, có thể kéo dài đến hết tuần. Ngày 11 tháng 11, người dân Hà Nội cảm nhận trời rét hơn so với ngày 10 tháng 1. Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ Hà Nội trong ngày 11 tháng 1 giảm xuống chỉ còn 19 đến 20 độ C. Ngày 12 tháng 1, miền Bắc tiếp tục rét, mưa rả rích cả ngày, mọi sinh hoạt đều trở nên bất tiện hơn. Dù vậy, nhịp sống đời thường vẫn cứ hối hả diễn ra trong những tuần cận Tết Nguyên Đán. Thông tin về tình hình thời tiết từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 1, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, ngày 12 tháng 1, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa. Từ đêm 12 tháng 1, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vài nơi. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 13 đến 17 tháng 1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Riêng ngày 16 và 17 tháng 1, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 1 có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại các khu vực. Trước những hình thái thời tiết nguy hiểm trên, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng đã đưa ra khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình. Cùng với đó, hiện tượng dông, lốc,
sét, gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân nên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, vận động tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra dông lốc, sét, mưa đá. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương. Hiện nay, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang xuống thấp. Dự kiến sẽ có những ngày rét đậm trong mùa đông năm nay và những tháng đầu năm 2024. Thời tiết giá lạnh gây ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, những người có bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp, tim mạch, huyết áp. Để giảm thiểu tác hại thời tiết đối với sức khỏe nhân dân, người bệnh và người nhà chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, ngày 22 tháng 12 năm 2023, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành, khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra và các tỉnh Tây Nguyên, tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh và người nhà của người bệnh. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp như các bệnh tim mạch, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp có nguy cơ xảy ra nhiều hơn trong thời tiết giá lạnh. Đặc biệt, cần tăng cường tập huấn kỹ năng chẩn đoán, xử trí bệnh đột quỵ, đánh giá tình trạng bệnh và nguy cơ để chuyển viện cứu chữa kịp thời trong giờ vàng. Các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm việc phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện, nơi xếp hàng chờ khám, khoa khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, buồng bệnh. Cần bảo đảm kín gió, có đủ chăn đệm, lò sưởi và phương tiện giữ nhiệt độ phù hợp như yêu cầu của Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện 2.0. Đồng thời thực hiện phòng chống rét cho người nhà người bệnh hợp lý, không để người nhà người bệnh nằm trên sàn nhà lạnh, hành lang hoặc ghế đá ngoài trời gây nguy hại đến sức khỏe. Các cơ sở y tế phối hợp với các đơn vị thực hiện tuyên truyền cho người dân địa phương về nguy cơ của thời tiết tới sức khỏe, tăng cường phòng chống rét, đặc biệt các đối tượng người già và trẻ em. Nhà cửa được che chắn kỹ, bảo đảm quần áo đủ ấm. Cảnh báo để người dân biết về các tai nạn do sưởi như bỏng lửa, ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.